Yeah, Bình mến chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Bình lại cùng với cô Quả Đen đó, thì cũng lại đám Phước, vừa là đám tân gia luôn ha cả nhà, tân gia nhà. Thì được cô chú anh chị thương mến đó, thì cũng có nhu cầu cô Quả Đen đến đây để giúp vui. Rồi còn Bình thì cũng qua đây để chia sẻ cho bà con cô bác được biết ha. Thì bây giờ sư cũng đã tụng kinh xong rồi, thì Bình sẽ mời cô chú anh chị tiến vào trong nhà ha. Nhạc thì cũng đã vang lên rồi cả nhà ơi. Đó thì ông bà cụ này kia thì cũng đã xong rồi ha cả nhà. Thì Bình cũng sẽ chia sẻ sơ lược qua về cái căn nhà đó. Quá đẹp ha cả nhà. Đẹp. Thì phía bên kia thì bạch chay buôn ha cả nhà, còn phía bên đây thì hẹn 74 ha cả nhà. Đây. Thank you.
cả nhà. Oh,